Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bày các bạn làm một chiếc áo nhỏ xinh xinh. Đầu tiên mình cần một tờ giấy. Tiếp theo mình sẽ gấp đôi lại. Tiếp theo mình mở ra làm bờ bên kia cũng như vậy. Bên kia mình cũng làm tương tự. Bây giờ mình làm hai cái tay áo nhé. Để làm được hai tay áo, tiếp theo mình gập lên. Gập qua bên này, gập qua bên này. Bây giờ mình đã được một cổ áo xinh xinh rồi. Bước cuối cùng, tụi mình gập hai bên này lại. Bây giờ mình đã làm xong một chiếc áo nhỏ xinh xinh rồi đúng không các bạn? Các bạn có thấy làm cái áo xinh xinh này có dễ không? Nếu dễ, hãy cho mình một like để nhận được nhiều thông báo mới nhất của kênh Nhà Tông